Đây các bác ạ. Tủa ơi, các cháu đang làm gì đấy? Trông ngố ạ. Ôi, trời nắng rồi các bác ạ. Các xin chào các bà nào. Đây, chào các bà. Tủa chào các bà rồi. Thấy to đâu thế trên này. Tủa bảo làm đến 11 giờ mới nghỉ trưa. Hay thế thôi. Nắng quá. Không phải người nguyên cháu Tủa mà nguyên cháu nhỏ nhỏ đấy. Đây là bạn của Tủa không? Bạn à? Bạn học cùng lớp rồi nhỉ? Đâu mà? Thế bạn này học lớp mấy? Hả? Học lớp 3. Tủa học lớp 4. Ôi, các bạn thấy không? Cháu nhỏ bên kia học lớp 3. Để chú làm hộ cho. Chú thay Tủa làm nhé. Để làm nào cho bạn nhé. Ngon không? Ngon không?
Cháu Bình núi đá vùng cao xin kính chào tất cả các ông các bà cô chú anh chị, tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Cháu Bình núi đá vùng cao. Ngày hôm nay thì cháu Bình tiếp tục mang phần quà của các cô chú mạnh thường quân đến cho cháu Tủa và cháu Nô. Và được mấy ngày hôm nay thì các cô chú anh chị cũng không xem thấy những thước video của cháu Bình nữa, chia sẻ hoàn cảnh của cháu Tủa và cháu Nô ấy. Nên là được rất là nhiều ông bà và các mạnh thường quân, đấy, quý khán giả rất là lo lắng, không biết là xảy ra chuyện gì cho bản thân cháu Bình hay là hai cháu như nào rồi. Đấy, ngày hôm nay thì cháu Bình lại tiếp tục vào đây rồi. Đấy, các ông các bà, cô chú anh chị hãy yên tâm nhé. Thời gian trước thì do là trời cũng mưa được 2-3 ngày, và ngày hôm kia thì cháu Bình cũng có xuống thành phố có chút việc riêng tư nên là mới chậm 5 ngày là không vào đây. Đấy, ngày hôm nay sẽ tiếp tục vào đây. Xin mời tất cả các ông các bà, cô chú anh chị đồng hành cùng với cháu Bình núi đá vùng cao đi xuống dưới nhà cháu Tủa, cháu Nô ạ. Các ông các bà, cô chú anh chị xem được thuyết video này của cháu Bình thì hãy đăng ký kênh, ấn vào nút chuông thông báo để nhận được video sớm nhất. Và qua thuyết video này thì cháu Bình cũng xin thông qua có một số cô chú anh chị có đặt mật ong bạc hà với lại mật ong rừng. Thì cháu Bình cũng nói là sẽ gửi cho các ông các bà, nhưng mà do là mật ong hết rồi ấy, cũng chưa gửi được, có lẽ là sẽ chậm tầm khoảng mấy ngày ấy, nên là các ông các bà, cô chú anh chị hãy thông cảm nhé. Đấy, cô chú nào mà mua mật ong mà xem được thuyết video này ấy thì hãy thông cảm do là hết mật rồi, phải đi lấy mật về, mật thì phải lấy ở trong rừng về ấy, nên là nó cũng khá là khó khăn, thì vẫn chưa gửi được. Thì khi nào mà có mật thì cháu mình sẽ gửi cho tất cả các cô chú nhé. Đấy, mong là các cô chú sẽ tiếp tục là ủng hộ mua mật nữa, rồi là ủng hộ xem video bằng mặt của cháu Tủa và cháu Nô, cuộc sống của hai cháu hàng ngày. Đấy, Tủa là không ở nhà rồi. Đấy. Đấy, không thấy Tủa với lại Nô ở nhà, chắc là lại đi làm nương rồi các bác ạ. Đây, thùng quà thì rất là nặng luôn, của một người cái ghế này, để cái bao tải lên trên này đỡ bẩn. Đây, cái thùng quà này cũng không có tên gì, không có tên người gửi các bác ạ. Đây, tí sẽ tháo ra. Đây, không có tên người gửi này, không biết là cô chú nào gửi luôn. Thế thì trước mắt thì cứ để tạm đây đã các bác ạ. Cứ để tạm đây rồi là sẽ đi tìm cháu Tủa và cháu Nô về nhà. Bây giờ thì có 9 giờ sáng thì cũng trời rất nắng rồi. Đấy, Bình mua thêm ít sữa, đấy, gọi là mang vào đây để cho hai cháu được uống một chút. Treo tạm ở đây. Rồi là đấy, đồ thì một tí về sẽ bóc. Đấy, hai cháu là khu ở nhà rồi. Các ông các bà, cô chú anh chị ạ. Đấy. Nói chung là thời gian này ấy, thì cháu Bình sẽ là tiếp tục vào đây liên tục chia sẻ thăm hai cháu và chăm sóc cho hai cháu hàng ngày như những thuyết video trước. Nên là các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, quý khán giả hãy yên tâm. Và bây giờ là cháu Bình đang thống kê cái danh sách mạnh thường quân rồi. Có lẽ là một thời gian ngắn tới nên là sẽ thông báo những cái chi phí, rồi là những cái gọi là kinh phí để giúp cho hai cháu Tủa, cháu Nô, để tất cả quý khán giả của nhau đều biết đến là có những người mạnh thường quân nào, nhà hảo tâm nào, và ở trong nước hay ngoài nước giúp như nào thì sẽ được công bố công khai minh bạch trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Nên là các bác cứ yên tâm 100% nhé. Yên tâm là hai cháu sẽ được lo đến nơi đến chốn. Do là thời gian này thì vừa mới vào kết nối thì rất là nhiều việc bận, cũng như là có rất là nhiều cuộc gọi từ trong nước và ngoài nước gọi đến. Nên là phải nghe điện thoại của các cô chú. Rồi là bây giờ thì có một số cô chú cũng gọi cho cháu Bình và cháu Bình cũng không nghe được, thì các bác cũng thông cảm. Do là nhiều người gọi quá không nghe hết được các bác, nên là các bác thông cảm nhé. Có cô thì gọi hỏi thăm sức khỏe của hai cháu, rồi là hỏi thăm cháu Bình nữa. Nên là rất là nhiều câu chuyện để nói. Nên là cô bác nào mà không gọi được thì thông cảm cho cháu Bình. Và có chuyện gì muốn nói hay là muốn giúp đỡ cho hai cháu thì hãy liên hệ qua số Zalo trên màn hình là 0375549786. Là số này là số chính chủ của cháu Bình, và
được dùng Viber và Zalo, nên là các bác kết nối là cứ gửi tin nhắn qua, rồi có gì thì cháu Bình với các cô chú sẽ trao đổi qua Zalo hoặc là tin nhắn cũng được. Nhiều khi là cháu Bình là đi xe vào đây là nó mất đi chuẩn, trời nắng là đi mất 1 tiếng 30 phút đi nhanh là đến đây, và đi về nhà lại 1 tiếng 30 phút, thì một ngày là gọi là cháu Bình ấy là mất 3 tiếng đồng hồ đi xe rồi. Đấy. Và trong khi đó thì thời gian nó không có nhiều, rất là ít, nên là nhiều khi là các cô chú gọi điện thì lại trong cái thời gian đi xe lại không nghe máy được. Nhà các cô chú mà muốn gọi điện cho cháu Bình hoặc là các mạnh thường quân mà đã gửi tiền cho cháu Bình ấy mà gọi điện cháu Bình không nghe máy thì các cô thông cảm. Đấy, các cô hãy nhắn tin qua đấy, cho cháu Bình. Đấy, thì những cái số tiền của các cô chú là gửi vào là sẽ được công bố minh bạch trên kênh Nội Dung Cao trong thời gian vài ngày tới nhé các bác nhé. Ở nhà thì cháu Tuổi cháu nuôi là không, cũng không có con vật nuôi gì cả. Đấy. Hai cháu còn quá nhỏ, có mấy con gà bé ở trong chuồng này thôi. Và ngày hôm nay cháu Bình vào đây thì hai cháu cũng không ở nhà. Có lẽ là sẽ đi sang nhà ông nội để tìm và bà nội xem là hai cháu ở đó. À, thế thường cháu Bình vào đây không mà thấy cháu nuôi thì với cháu Tuổi ấy là cháu Tuổi đi làm và cháu nuôi là ở với chú thím ở bên kia rồi. Đấy, bây giờ là sẽ đi lên các bác nhé. À, mong là tất cả các bác là sẽ đồng hành cùng với cháu Bình trong thức video này đến cùng. Và các bác hãy nhớ đăng ký kênh, like. Đấy, chào chú nhá. Tuổi đi đâu rồi chú? Cháu ngồi ở đâu rồi anh? Ui, chú đang ở trên kia. Gọi theo Tuổi là gọi bạn chú, gọi theo cháu Bình gọi bạn anh thôi. Nếu nhóc có thừa. Nếu tép phần hạ là. Phần hạ đây là. Ờ mà ở một hôm nữa là hả? Chỉ mà ở mới mà tôi à? Ý mà tôi xuống thì chờ cưới à? Tất cả tôi kiểm tra là. Đấy được, sẽ cùng người chú của Tủa ấy đang đi lấy nước đi làm nương ấy. Tủa là có đi trồng ngô rồi các bác nhé. Cái thời tiết nắng 35 độ C như này mà Tủa đi làm thì cháu Bình rất là lo cho cháu Tủa luôn. Không biết cháu Nô có đi cùng không hay là cháu Nô ở lại ở nhà ông bà bên kia rồi. Đấy. Các bác ạ, được 5 ngày hôm nay thì cháu Bình biết là các bác sẽ rất là sốt ruột, nhưng mà đấy, cháu Bình cũng khá là lo cho Tủa nhé. Trời nắng này đi bộ thôi, nói chuyện dẫn chương trình cho các bác nghe thôi đã thấy mệt rồi. Và Tủa thì lại đi làm nương thì rất là lo cho Tủa. Đấy, bây giờ thì sẽ mời các bác là đi xem Tủa nhá. Đấy, đi xem Tủa là Tủa đang làm gì. Đây là con đường mà cháu Tủa đi làm nương đây các bác ạ. Đấy, cháu Tủa đã đi làm nương. À, nói thật với tất cả các bác là cháu Tủa mới có 11 tuổi, học lớp 4. Nô thì có 2 tuổi. Nhưng mà cháu Tủa cái độ tuổi 11 tuổi này thì nó thật sự là chưa phải cái tuổi đi làm như này đâu. Đi làm nếu mà buổi sáng sớm làm một chút đỉnh như là 1-2 tiếng đồng hồ thì được. Bây giờ nó gần 10 giờ sáng rồi, 10 giờ trưa rồi. Trời rất là nắng, nó rơi vào 35 độ C rồi. Đấy. Chính vì vậy nên là bây giờ sẽ cùng người chú là sẽ đi xem Tủa trồng ngô, chia sẻ cho các bác xem. Và sẽ đưa Tủa về nghỉ ngơi. Đấy. Nói chung là vẫn phải cho các cháu nhỏ là học để làm việc sau này mới biết lo cho cuộc sống. Nhưng mà cái gì thì cũng phải làm cho nó khoa học một chút. Đấy. Trời nắng quá, người lớn đi ra ngoài còn chóng mặt. Đấy, nói gì cháu nhỏ như cháu Tủa đấy các bác ạ. Đấy, rất là thương cháu Tủa luôn. Mà bà con ở đây thì rất là khổ. Đấy. À, không chỉ riêng cháu Tủa mà là những cháu mồ côi hay là những cháu có bố mẹ ở đây thì vẫn rất là vất vả luôn ấy. Đấy, phải đi làm. Đấy, tuy nhiên thì cháu Tủa thì lại thiếu đi tình yêu thương của bố mẹ nên là cũng phải giữ gìn sức khỏe tốt hơn.
Hay không lúc ốm đau bệnh tật lúc đấy là khổ đấy các bác ạ. Đấy, đường này thì giống như là đường lên trời đấy các bác ạ. Rất là xấu luôn. Nhiều khi cháu Bình với lại anh em trong tem đi làm ấy, nhiều khi ngã xe. Ngã xe rất là sợ luôn. Lan tích mấy chục mét, may mà ông trời cũng phù hộ không bị sao. Nhiều khi đi xe ngã ấy, chân của cháu Bình ấy là thương nặng là như thế này thế kia, rất là lo. Đường này không tránh xe được. Đấy. Em chào anh nhá. Đi làm gì hả anh? Đi làm gì à? Lấy ngô trồng à? Vâng vâng. Được xấu quá, cẩn thận anh nhá. Ui, tránh xe khó thật sự luôn. Đấy, bây giờ là sẽ đi cùng với người chú là đi tít dưới này rồi. Đấy, cái thức video này sẽ rất là thú vị đấy các bạn ạ. Được trải nghiệm những con đường rồi là gặp chó tủa nhá, vui lắm. Đấy, con đường này gọi là đường tử thần luôn đấy các bác ạ. Dưới vực sâu lắm. Đấy, dưới vực là sâu cực kỳ luôn. Nó có một ít cây cối nhưng mà dưới vực rất là sâu. Nhiều khi đi thiện nguyện phải hy sinh gọi là rất là nhiều luôn. Đường này đi được không hả anh? Chắc cái này phủ một tàu đi à? Đấy, bây giờ sẽ đi qua con đường này. Đây là chú ruột của tủa nhé, với lại nô. Gọi theo tủa là gọi bằng chú, nhưng mà gọi theo Bình gọi là anh thôi. Là anh này cũng còn rất là trẻ. Để cho các bác xem là dưới này là sông Nho Quế luôn. Lấy cho mở tôi nhé. Khoa thì lấy cho mở tôi đi mà nhé. Thế chừng chưa? Đấy, chú của tôi bảo là ở bên này họ nói là có một ít đất định bán ở bên này nữa. Nên là mình sẽ cho tất cả các bác theo dõi nhé. Để xem đất đai nó như nào hay là mua xây nhà như nào thì mình phải xem kỹ rồi là mới biết là mua được. Đây là sông, có sông Nho Quế rất là đẹp. À, chỗ im một xã. À, quay chỗ im một xã. Có im một thì theo vợ cho này, mình. Các bác ạ, nhiều khi là đi vào trong bản là vừa phải nói tiếng phổ thông vừa phải nói tiếng địa phương, nên là các bác mà nghe thấy những cái câu từ tiếng địa phương của cháu Bình thì các bác hãy thông cảm đấy nhé. Do là nhiều khi là dùng tiếng phổ thông thì cũng không nói được hết đấy, nên là phải dùng tiếng địa phương một phần nào đó nữa. Đấy, có hai chó nhỏ là giúp dọn đường ấy, cảm ơn, rất là cảm ơn. Giỏi quá, khỏe nha. Mấy chó này khỏe quá nha. Cái nương này thì cũng gần nhà tủa đấy các bác ạ, rất là gần nhà tủa. Tôi bắt khẩu sạch khẩu à? Đi xe mất dép luôn. Nhân đỡ. Chú cảm ơn nhé, cảm ơn cháu nhé. Cuối cùng cũng đã đến nơi làm việc của tủa rồi. Xe đấy anh à? À, cái đất họ bán là cái đất này á? Ồ, đất này. Đất này cũng được, nhưng mà nó ở hơi xa nhỉ? Anh bảo cái khu này á?
Ừ, cái khu này nhìn nó cũng hơi dốc. Ừ, bình thường, với lại nó cũng không xa mấy, nhưng mà đường nó đi hơi khó nhỉ. Đường này nếu mà mình lên nhà mình phải sửa lại đấy nhỉ. Rồi anh em mình cứ 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 đi tủa ở bên kia. Vâng vâng thế em đi trước nhé. Đấy, xin mời các bác là đồng hành cùng với cháu Bình trông mà thấy video này nhé, đi xem cháu tủa trong ngô thế là như nào. Bà con là năm nay là mưa muộn quá nên là bà con phải đi trồng ngô rất là muộn, bây giờ cũng tháng 7 rồi mà vẫn đi trồng ngô. Mọi năm cái thời gian này là đã được ngô ăn chín hết rồi. Thế ôi sao đi chập bất kỳ lì anh ơi ạ. Đấy, năm nay trồng rất là muộn luôn. Đấy, Bình thấy là tủa bên kia rồi, sẽ đi xem tủa làm việc. Có thằng em trai này đấy. Rất là nhiều người luôn, chắc phải gần 20 người trồng ngô đấy các bác ạ. Chào anh nhá. Vâng. Hôm nay ra đây hộ bà con trồng ngô à? Đổi công hay là như nào ấy? Cứ đổi công thôi nhỉ? Hay là đất nhà chú? Đất này đất nhà chú à? À ra đổi công nè. Ừ, đúng rồi. Đấy, cho tủa đây các bác ạ. Tủa ơi, anh đang làm gì đấy? Trồng ngô à? Ôi ôi, trời nắng này các bác ạ. Đấy, con xin chào các ông bà nào. Con chào các ông các bà. Đấy, tủa chào các bà rồi. Đấy, còn em bé này nữa này. Đấy, nhiều cháu nhỏ đi làm cùng nhỉ. Đấy. Bé bé như này mà biết đi trồng ngô rồi. Thế nô ở đâu? Nô rồi. Hả? Ở trên nhà rồi á? Ở trên nhà hay là ở đây? Ở với ông bà. À, ở trên nhà ông bà các bác ạ. Đấy, bé bé này biết trồng ngô rồi. Đấy, giỏi quá. Hôm nay tủa là vừa mới 11 tuổi em biết trồng ngô rồi. Tủa ơi, có thấy nắng không? Có thấy nắng chịu được không? Không. Có hoa mát không? Không. Hoa mát á? Không. À không à? Ừ. Thế nhưng cái mú chúng ăn vào đây không đổi mú à? Không đổi à? Tại sao con này không đổi mú? Đấy, mặc áo như này đi làm là da đen hết đấy. Đấy, mặt luôn như chú Bình, chú Bình cũng mặc áo cùng tay thôi. Đi như này trời nắng phơi là người mình đen hết các bác ạ, đầu nữa. Như Bình đi một tí thì mà toát hết mồ hôi, tủa làm như này cả ngày luôn các bác nhé. Thế làm như này khi nào mới nghỉ, làm đến mấy giờ mới nghỉ? Ôi trời, trời tính thế sao? 11 giờ á? Ôi dồi ôi, 11 giờ mới nghỉ bây giờ, để chú xem mấy giờ rồi. 9 giờ 49, đấy, gần 10 giờ. Đấy, mà phải làm hết nương thì mới nghỉ. Đấy, nương này còn một giấy to đùng tít trên này. Tủa bảo làm đến 11 giờ mới nghỉ trưa. Đấy, thế thôi. Nắng quá. Đấy, không phải người nguyên cháu tủa mà còn người cháu nhỏ nhỏ đây này. Đây là bạn của tủa phải không? Bạn bạn à? Bạn học cùng lớp hay là như nào? Không. Không à? Thế bạn này học lớp mấy? Học lớp 3. Hả? Học lớp 3. Học lớp 3 rồi. Còn tủa học lớp 4. Ôi, các bác thấy chưa? Cháu nhỏ bên kia học lớp 3. Đi là ui rồi, để chú làm hộ cho. Để cho chú thay tủa làm nhé. Để làm cho nó nhanh. Rồi, đưa chú làm hộ cho. Ê, bé thế mà đi làm nương. Quay con hai con đứa con của chú nữa. Chú á? Cháu. À cháu à? Một cô à hay là như nào? Một cô. Nhà hai cháu đấy ở đâu? Ờ, là một cô bố mẹ là như nào hả chú? Mẹ là đi, nó chạy trốn. Ờ, mẹ là bỏ đi nữa phải không? Thế bố? Bố còn đi lính. Bố đi lính rồi á? Thế là cũng gọi là một cô mẹ nhỉ? Hay, bây giờ ai cũng một cô thương quá chú ạ. Bây giờ
Mình không thương thì đừng có để ra, sinh ra tội nghiệp các cháu nhỏ. Đúng rồi. Vâng, để khi nào cháu vào đây thì cháu tham sau nhé. Tham xem là hoàn cảnh như nào thì mới biết giúp đỡ được. Các bác mới biết giúp đỡ. Bây giờ là cái này chưa trồng à? Hay là như nào? À, cái này là phải 4 phân với lại phải cho giống vào. Cái này là còn chưa cho giống ngô vào ấy. Bây giờ hết cái phần dưới này rồi. Hết giống rồi phải không? Hết giống thì cũng nghỉ thôi nhỉ? Ui, năm to ấy mà chưa nghỉ. À, có nghĩa là bây giờ là phải đợi giống ngô nhỉ? À, rồi đây. Đấy, bây giờ sẽ đi lên trên này nghỉ nhá, ở đây trời nắng quá nhá. Đấy, đi lên dốc rất là giỏi luôn. Đưa cháu đây. Đưa đây. À, cháu một côi nữa nhỉ. Một đứa áo xanh này. Tôi đứng đây nghỉ đi, ở đây cho mắt. Đấy. Đấy, cho các bác thấy con này. Mấy hôm nay các bác không thấy rồi đấy. Nô là ở trên nhà ông bà. À, các bác nhá, tủa là mấy ngày hôm nay ấy, gọi là thời gian mà cháu Bình vào đây ấy, là tủa lớn hơn rồi, đấy, cao. Cao bà này à? Đấy. Đấy. Khỏe nhỉ? Ừ, khỏe. Đấy, tủa đi làm hàng ngày nhưng mà thịt rất là chắc luôn, săn chắc. Khỏe lắm ấy nhỉ. Tối về tắm rửa nhé con nhé. Ừ, đã tắm rửa. Này chú mang quà vào đây rồi. Này, tí đi về nhà nhận quà nhé. Thế chiều có phải đi làm không? Chiều có đi làm không? Ta sư phụ ạ. Hả? À, chiều là nghỉ phải không? Ừ. Thế làm xong cái này là tự đi về nhà hay là đi ăn cơm ở đâu? Hả? Ăn cơm ở đâu? Ăn cơm ở đây à? Ừ. Tủa là ăn cơm đây, còn Nô là đang ở nhà ông bà rồi. Thế chú mang quà vào đấy rồi, để ở ngoài cửa nó sợ mất đấy. Thì chú cháu mình về nhà nhé. Ừ, về nhà. Đấy, về nhà xong là mở cửa lấy quà vào trong nhà nhé. Ừ, xong là nếu mà một tí mà các cô mà ăn cơm hay như nào thì mình vào đây sau nhé. Ừ, cũng gần thôi các bác ạ. Từ nhà tủa vào đây là nó mất tầm khoảng hơn 200 mét thôi. Rất là gần thôi. Nên là một tí sang một tí. Bây giờ cơm vẫn chưa chín thì sẽ đưa tủa đi về nhà nhận quà đó. Do là để phần quà bên ngoài cũng sợ mất đấy. Thế chìa khóa đâu con? Chìa khóa ai cầm? À, ông cần phải không? Ừ, thế là ông cần chìa khóa sẽ đi về nhà tủa đấy các bác. Thế đi về nhá. Ừ. Thế cái cuốc cứ để đây nhá. Ở đó là cho nhỉ nhá hả? Còn găm một chiếc à? Đây có cả bà này, bên đây bà cũng đi làm đây này. Từ gió tụi mình nhỏ mẹ à? Đây là bà của tủa này các bác. Bà nội. Bà với lại tủa là đi giúp họ làm nương. À, Nô là ở cùng với lại ông rồi. Thế nếu mà không ăn về thì cứ đi thế này thôi nhỉ? Vâng. Đấy. Ít cho tủa một tỏ chơi kìa. Đấy, các bác các cô là đi vào trong nhà hết rồi nên là sẽ đưa tủa đi về nhà nhận quà đó. Bây giờ cũng nghỉ rồi do là hết giống ngô các bác ạ. Không hết giống ngô thì chắc là bây giờ tủa vẫn phải làm đến 11 giờ. Đấy, thương quá trời luôn. Bé mà một thả lũ nhá hả? Đấy, bây giờ là chú sẽ đèo đi nhá, cứ tin tưởng tay lái của chú đi. Đấy, chú sẽ lái xe con đường nguy hiểm đây đi. Nói chung là con đường này đối với bà con thì cũng bình thường thôi các bác. Nhìn nó rất là bình thường luôn nhưng mà đấy, các bác ở dưới xuôi lên đi những con đường như này thì thôi chắc là đi bộ cho nó ngon. Nghe chú của tủa bảo là cái mảnh đất này họ bán ấy, nhưng mà nó ở sườn núi quá, Bình lại thấy nó hơi không đẹp mấy. Gọi là đẹp view nhưng mà cái này nếu mà làm nhà thì vẫn phải đào nền nhà, nó khó lắm tủa. Không khó, nói chung là cái gì mình làm cũng không khó. À, không được tiêu cực như vậy. Tuy nhiên thì cái đất này nó ở trên cao ấy, sợ có gió. Nhưng mà trên kia thì cũng có cái nhà, lúc nãy mà đi vào đấy rồi vẫn ở được bình thường. Đấy, cũng không có gió gì cả. Nhưng mà các bác ạ,
mua đất cho tổ Ấn Độ nó là một cái vấn đề rất là khó. Thì mình sẽ cố gắng hơn nữa để tìm được cái mảnh đất. Tổ uống nước đi tổ ơi. Này, con uống nước đi. Này, uống nước. Đấy. Khát nước uống nước. Ngon không? Ngon không? Ừ. Cậu uống này chưa? Đi vào bản lúc nào cũng phải cần theo chai nước. Không cần theo chai nước là lúc dọc đường bị hoa mắt chóng mặt nên không có nước mà uống. Wow, bây giờ là hơi khó đấy các bác ạ. Mình sẽ thể hiện là bê cái xe luôn, không quay xe được. Này, em đi lùi lùi một tí để anh quay một phát xe nào, được không? Ôi. Ê. Nặng lắm ấy các bác ạ. Bởi vì mình vừa bị ốm nữa. Nói thật với các bác là mấy ngày trước là không bị ốm, phải đi vào thành phố Hà Giang để mà khám chữa bệnh ấy các bác ạ. Nên là mới 5 ngày là không có video. 2 ngày trước là do trời mưa không ở đây được. 2-3 ngày sau là đi đường xá, đi xa quá, đi vào thành phố Hà Giang mất 1 ngày, đi khám hết một bữa trưa nữa, lại về lại hết 1 ngày, ngày hôm nay mới ra được video các bác ạ. Đấy, bị ốm xong là yếu lắm rồi. Ốm xong là không có sức nữa. Được rồi. Tú ơi, con lên đây. Lên xe thôi. Này, con ngồi ở dưới đi. Để con lên xe. Đấy, được rồi. Được chưa? Đi. Cháu mình đi. Cháu mình cũng xin bật mí cho tất cả các bác biết là cháu Tủa, cháu Nô là có bố nuôi nhé. Có bố nuôi ở bên Mỹ. Là nhận cháu Tủa với lại cháu Nô là con nuôi các bác ạ. Nên là người bố nuôi ấy là sẽ giúp đỡ là mua đất xây nhà, lo cho cuộc sống của hai cháu. Và thương hai cháu như con ruột. Vì là người bác rất là thương cháu Tủa và cháu Nô nên là nhận cháu Tủa và cháu Nô là con nuôi luôn. Tủa thì cũng đã được nói chuyện với bố nuôi rồi. Đấy, bố nuôi là rất là thương Tủa với lại Nô. Vâng, anh thả tới hả? Tổ cứ ngồi đi. Ôi chặt chú ơi. Thank you.
Được rồi. Con đi đưa em nô với lại mang chìa khóa về cho mở cửa cho chú nhé. Ừ. Con đi cẩn thận đấy nhá. Chú xuống dưới nhà trước nhá, Tủa nhá. Ừ. À cho mày tối mà cho mày tối là khát thì mày hả? Ờ. Mà mày nhá. Quá là siêu nắng nóng rồi các bác ạ. Đi xuống dưới nhà đợi trước. Tủa là chạy sang nhà ông lấy chìa khóa. Trông hết cả mặt mà Tủa vẫn đi làm nơi bình thường như người già luôn, người lớn luôn. Đấy, các bác thấy là con đường đi nó rất là bậc thang, rất là đẹp luôn, đường của Tủa ấy. Nô ấy. Nạp thêm nước vào người không là lại bị ốm ấy các bác ạ. Mà trời nắng này không uống nước thì bị ốm, uống nước vào nó cũng bị ốm vì là bị cảm ấy, nắng nóng quá. Đấy, sữa là vấn đề đây. Thùng quà với người đây các bác nhé.